chiếc xe công nông Cra Đông Xuân đã hoàn thiện, máy D24. Mời các bạn cùng tìm hiểu xem nhé. Ta đồ mẹ đẹp luôn các bạn, mời các bạn này. Hộp số Bắc Kinh 4 tiếng một lùi, xe thắng hơi thắng dầu, máy 24 HP của hãng không biết. Xe có giá 90 triệu, rất là đẹp, toàn là đồ mới. Xe tải rất to, phải lo bị lề. Bớt 15 tấn. Có ống thủy tinh, thấy nhất bên trong. Lốp DRC. Thùng rộng 1m1, dài 2m6. Cầu 3,5 tấn, bên 24, 2 nhíp, 1 nhíp. Xe rất là đẹp. Ai có nhu cầu muốn mua thì hãy comment phía dưới và hoặc liên hệ số. Của hãng Cra Đông Xuân tại Đức Cơ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.